À, Những tức lúc là con cúng dường bố thí, con cầu xin tha thứ tội lỗi mà đời này kiếp này con đã phạm, được không sư? Quý vị phân biệt nhân quả giùm sư nha. Bố thí thì đời vị lai bị giàu hết, tự nhiên bố thí ở đâu ra được được tha thứ tội lỗi. Ví dụ hôm qua mình mới vô tình mình mới đập chết con muỗi, bữa sau mình lấy tiền mình đi vô mình cúng dường chữ tăng cái hết cái nghiệp đó không có nha. Cái nghiệp giết con muỗi là nó đeo, cho nên cái câu pháp cú là nghiệp ác đã được làm như sữa không đâu ngay, cháy mãi theo kẻ ngu như lửa cho che đậy. Cho nên mình muốn không có tội thì đừng làm tội, chứ không phải đi bố thí mà cầu cho tội. Chẳng hạn giống như con mình đi thi thì mình đi cầu ông địa ông thần tài cho nó đậu thua, mình không cho nó ăn hột vịt lộn này nọ, mấy cái đó nó tào lao, thì bố thí thì phát sinh tài sản vậy thôi. Bố thí thì được ba la mật thì mình tiếp bàn màu, chứ không có nghĩa là mình bố thí là mình xin được cái tội lỗi, nó không có. Sư nói về có lần sư nói rồi cũng chắc buổi vấn đáp nào đó này, sư định nghĩa nha, chứ không kinh này sám hối, sám hối là làm tốt cái chuyện đã sai. Có nghĩa là hôm qua tôi mới đập con mới thì bữa sau tôi đừng có đập nữa, cái này gọi là chuyên cần trong giữ giới á. Ví dụ đi sư nè, con muỗi nó đậu ngứa cái mình quơ mình tính đuổi nó mà nó mập quá, nó bay cái nó chích mình, nó no rồi đó, nó bay không nổi, vô tình mình quớt ra một cái nó bay nhảy luôn chết quèo. Thì lần thứ hai mình ngứa là mình phải chủ tâm, mình không có quơ nữa mà mình coi cái nó đậu ở đâu rồi mình tìm cách mình thả nó đi, mình thổi cho nó bay, hay là mình bắt nó mình liệng ra ở ngoài đại đi. giờ đang ngứa nữa không là sờ sờ tôi có đâu không có nó bay chỗ khác giùm. Tại vì sao? Cái lần thứ nhất á, là mình đã vô tình mình quẹt một cái nó chết, tức là mình không cố tình giết nhưng mà vô tình là mình quơ, cho mình quơ mình muốn đuổi nó nhưng mà nó mập quá nó bay hết nổi rồi, cái kéo cái gạt cái máu không. Thì lần thứ hai mà mình cũng quẹt cái gạt đó là mình không làm tốt cái đã sai, mình không làm tốt lại là cái đã sai, mà mình cứ y như vậy ngựa theo đường cũ. Cho nên sám hối là cái làm tốt cái lẽ sai. Còn quay lại cái câu nói trên chưa nói một câu, sư cô quên câu chỗ này là cái câu tượng Phật á. Quý vị là Phật tử á, quý vị là Phật tử, quý vị hộ độ chư tăng, hộ độ tam bảo á, quý vị đừng đừng có lấy tam bảo ra làm trang sức để đeo lên người nha, mà hãy lấy mình làm trang sức đeo vô cho tam bảo. Có nghĩa là mình đừng có lấy cái sự cúng dường phụng sự chư tăng này nọ các cái, mình làm tô lên cái bản ngã của mình, tô lên cái danh tiếng của mình, tức là lấy Phật giáo lấy tam bảo làm cái trang sức đeo lên người, giống như mình đeo dây chuyền đeo bông tai vậy đó, mà hãy biến mình thành cái bông tai đeo vào cho cái Phật giáo, đó là phụng sự. Chứ mình đừng có nói xin lỗi ngán gì mà bà lắm. Ngán thì cái tình tội nghiệp, tức là Nó nếu nhiều nếu bao nhiêu nếu công mà trình. tại vì họ cái trình độ họ nhận định của họ nó tới đó, thực ra mình thấy mình tội nghiệp chứ mình không giận, mình thương thêm. Ví dụ nếu bây giờ là một người có 1 tỷ họ cúng một cách tầm lâm ta la cho người mà bị bản ngã chi phối rồi bị này sân sân si, bị không biết cách làm, tôi thì cũng có 1 tỷ mà tôi biết cách làm nó khổ vậy quý vị. Thành ra người Phật tử mình đi mình cúng dường làm ơn hỏi kiến cho tăng sư sư theo con về theo sư kinh nghiệm của sư làm gì làm sao, đừng đừng có dạy bỏ tiền ra rồi mà làm mình làm theo cái ý của bắp của mình nha, cái ý không biết của mình nha. Tại vì xin thưa quý vị nói một câu không phải tôi khi dễ xem thường, mà cái nhận định của quý vị không có bằng ông sư đó, hiếm lắm, hiếm quý vị nào có cái nhận định trong Phật pháp nó bằng ông sư đó. Mà quý vị làm theo ý rồi thì ông sư đâu có dám nói đâu, nói giận nói giận về luôn rồi đó. Rồi sao độ, thành ra đó
Ví dụ như làm tượng Phật cái mình không biết, mình tự in vô vậy nó là một cái gì đó khác ABC, thì mình mới hỏi sư sư con muốn khắc tên con vô rồi sư thấy sao, thì sư cũng sẽ nói cho mình nghe nên khắc không khắc. Nhiều Phật tử mình góp ý không bye bye nhiều gì bye sư gan luôn đồ gì đồ gì gì quên tiếng Anh câu gì quên rồi, chịu gan luôn không về không có lần thứ hai luôn, thành ra không dám góp ý luôn. Cứ quý vị chưa tăng đến thinh quý vị làm sao kệ nhận thôi đó, đó cái công lao quý vị á là cái mức tiền của cái tiền quý vị bỏ ra đó nó không xứng đáng, nó không xứng đáng. Ví dụ như bây giờ người ta bỏ cùng một cái công ruộng, người ta mướn 5 thợ gặt gặt lúa gặt trong 2 tiếng, mình cũng mướn cũng tiền nhiêu tiền đó, 1 giờ đủ 200.000 đi, mình mướn thợ cho đã, nó gặt 4 tiếng đồng hồ mới xong đám ruộng đó, ví dụ vậy nó không xứng đáng, không xứng đáng cái lợi ích quý vị nhận được, không xứng đáng cái đồng tiền quý vị bỏ ra hay là công sức cái sự cung kính quý vị bỏ ra thì nó tội nghiệp lắm. Cho nên chịu khó lắng nghe chư tăng, tại vì chư tăng liếc cái biết góp ý không được lắm. Thôi hết. Cái chuyện mà quý vị cúng dường thì xin tha tội đó, thì như hồi nãy có nói đó, cái nào nó ra cái đó à, nhưng mà nó cũng có một cái được như vậy, tức là ví dụ như á khi mà cái quả nó trổ á thì cái quả trắng nó trổ mà quả đen nó cũng trổ à, giả sử như do cái chuyện mà quý vị sát sanh chẳng hạn nha, đời sau sanh ra đó mình thứ nhất là mình bị Yếu nhiều mạng, bệnh nè, nhiều nhiều bệnh, bệnh yếu nè, mạng. cái thứ hai là bị yếu mạng Nhưng mà à, nhưng mà giàu nó được cái giàu thì nó cũng đỡ hơn là mình yếu mình nhiều bệnh, mình yếu mạng mà mình nghèo. Thì xin thưa nha, cái thứ bệnh mặc dù đúng là thì trên cái giường như bệnh ai cũng như ai, nhưng mà cái sự giàu với nghèo thì nhiều khi là nó cũng khác giống như bố nhau. thí mà sân quá thì nửa sân ra nó giàu mà xấu quá. À, hoặc là thí dụ như mình có cái tật là mình nuôi chim nhốt chim nhốt cá đó nha, thì đời sau sanh ra có khi là mình phải sống ở cái nơi mà không có tự do, nhưng mà mình do mình có bố thí cho nên mặc dù mình sống trong cái xứ không có tự do nhưng mà được cái mình giàu thì nó cũng đỡ hơn là trong cái xứ không có tự do nhưng mà mình Nghèo. nghèo. Thì nói vậy đó, cho nên là dù sao thì quý vị có làm phước thì nó cũng đỡ hơn, nhưng mà nó đỡ hơn là khi cái nghiệp ác nó chỗ mình đỡ Đỡ dễ hơn chút, chịu hơn thôi. không như ăn trộm đi ăn cắp cái của đi trộm đi chân cướp á, đi cắp mà đem đi bố thí thì sinh ra có tài sản nhưng mà bị mất, nó sẽ bị mất do 5 nguyên nhân. Đấy. À, cho nên thì làm thiện thì cứ ráng làm thiện ha, chứ đừng có thấy mình không có xá tội được cái là thôi vậy thôi tôi nghỉ làm là chết à.